lesson. Today we will continue our lesson with English 7 for 10 years learning. Cho các em học sinh thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình tiếng Anh lớp 7 dành cho tiếng Anh 10 năm. And the topic we learn today is unit 10. Sources of energy. And the lesson we learn skill 1 and skill 2 on page 44 and 45. Chủ đề chúng ta nói về là cái nguồn năng lượng ha, và chúng ta học cái phần skill 1 và skill 2 là phần đọc hiểu và cái phần viết. Now, start our lesson. To start our lesson, so you will look at the pictures and discuss with a partner. I have three pictures. And two questions. So you will look at the three pictures and answer the two questions. Chúng ta nhìn ba bức tranh và chúng ta trả lời hai câu hỏi này. The first question, what are the main sources of energy in Việt Nam? Cái nguồn nguyên liệu, cái nguồn năng lượng chính ở Việt Nam là gì? And the second question, what types of energy sources will be used in the future? Và cái nguồn năng lượng sẽ được sử dụng trong tương lai đó là gì? Now you have one minute to think of the energy and the answer for the two questions. Các em có một phút để cho suy nghĩ cho cái câu trả lời của hai câu này. Now, the answer for you, câu trả lời của chúng ta đó là the main sources of energy in Vietnam these days are coal, gas, and natural gas. And the energy sources will be used in the future are solar energy and wind energy. Như vậy thì chúng ta thấy là cái nguồn năng lượng chính mà chúng ta sử dụng ở Việt Nam ngày nay đó chính là coal, than đá, gas, khí gạo là natural gas, khí gạo tự nhiên. Và cái nguồn năng lượng chúng ta sử dụng trong tương lai đó là solar energy, năng lượng mặt trời, và wind energy, năng lượng gió. So today we will learn something about to use the energy in the past and the energy we will use in the future. Như vậy chủ đề hôm nay chúng ta sẽ đọc những cái đoạn văn nói về cái nguồn năng lượng chúng ta sử dụng hiện tại cũng như là cái nguồn năng lượng chúng ta sử dụng trong tương lai. Now, in this lesson we have some vocabulary. Ở phần này chúng ta có một vài từ vựng như sau ha. Fossil fuel. Fossil fuel. The first place, tiếng Anh nó nằm ở dòng thứ nhất. Fuel. The first place. Include. The second place. Create. The second place. Generate. The first place. Rely on. Second step. Done. Convert into. Convert the first step. So you will copy down this vocabulary to your notebook. Chúng ta chép những cái từ vựng này vào tập học nhé. Now continue our lesson. Look at this picture. This is Professor Kang Gantan. He is a professor, and he will tell us about the energies. So, he will talk about renewable and non-renewable energy. Các giáo sư Gantan này, ông sẽ nói chúng ta nghe về những cái nguồn năng lượng. Nói là sẽ nói về hai nhóm chính, đó là cái nguồn năng lượng mà có thể phục hồi cũng như cái nguồn năng lượng không thể phục hồi. So, can you look at the picture and tell me what are the renewable energy? Chúng ta thấy là nhìn vào trong chúng ta thấy cái nguồn năng lượng có thể phục hồi đó là so what are they? Wind and non renewable energy, và cái nguồn năng lượng không thể phục hồi là oil. And the last, nuclear là năng lượng hạt nhân, đó là renewable energy. So we will read a text about renewable energy and non renewable energy. Open the book, page 44, các em mở sách giáo khoa trang 44, chúng ta đọc cái đoạn văn nói về cái nguồn năng lượng có thể tái tạo và cái nguồn năng lượng không thể tái tạo cũng như là không thể phục hồi, cái nguồn năng lượng phục hồi được. Ở đây cô thể hiện nó ra là các cái bức tranh, sau khi
renewable and non-renewable sources. Chúng ta đọc cái đoạn văn trong sách giáo khoa trang 44, chúng ta thấy là cái đoạn văn này nó nói về cái nguồn năng lượng là có thể phục hồi và cái nguồn năng lượng không thể phục hồi. Và thông qua cái đoạn văn đó cô thể hiện trên bản đồ đó là những cái bức tranh. So these are the renewable energy and non-renewable energy. Và đây là những cái nguồn năng lượng mà có thể phục hồi cũng như là không thể phục hồi. So in the picture, nuclear năng lượng hạt nhân, wind, solar, these are the renewable energy. Đây là những cái nguồn năng lượng mà có thể phục hồi. And coal, biogas, oil, natural gas, mangrove. Coal, biogas, oil and natural gas are non-renewable energy. Than đá, khí ga, dầu lỏa và cái khí ga tự nhiên, đây là những cái nguồn năng lượng không thể phục hồi. Tuy nhiên, khí hydro thì chúng ta có thể phục hồi, nó là cái nguồn năng lượng có thể phục hồi ở trên. Now you have some minutes to read the text again. Chúng ta đọc lại cái đoạn văn mình nữa. Now, in this text, hay những cái đoạn văn này, nó nói là dear guests, I'd like to talk to you today about renewable and non-renewable energy. Thưa các bạn đọc thân mến, tôi muốn nói cho các bạn biết ngày nay là cái nguồn năng lượng có thể phục hồi và cái nguồn năng lượng không thể phục hồi. Fossil fuels are non-renewable energy sources. Cái nguồn năng lượng hóa thạch, nó là những cái nguồn năng lượng không thể phục hồi. They include oil, coal and natural gas. Chúng bao gồm dầu, than đá và khí ga tự nhiên. They can be used to create energy. Chúng được sử dụng để tạo ra năng lượng. Generate electricity, để tổng hợp điện. Private machinery, hay là dùng để vận hành máy móc. Unfortunately, they are harmful to the environment. Tuy nhiên, không may là những cái nguồn năng lượng này nó có hại cho môi trường. Vietnam is still relying mostly on non-renewable energy sources. Việt Nam vẫn còn dựa vào phần lớn các cái nguồn năng lượng không thể phục hồi này. However, hydropower is increasingly used here too. Tuy nhiên thì khí hydro cũng được đang sử dụng ngày càng gia tăng ở Việt Nam. Hydro and nuclear power can generate a great deal of energy. Khí hydro và cái nguồn năng lượng hạt nhân được tổng hợp thành một cái nguồn năng lượng lớn. They are renewable and plentiful. Chúng nó là những nguồn năng lượng mà dồi dào cũng như là có thể phục hồi. However, hydropower is limited because dams cannot be built in certain areas. Tuy nhiên, thì cái khí hydro, cái nguồn năng lượng đến từ khí hydro nó có giới hạn bởi vì các cái đập nước không thể được xây dựng ở các cái khu vực cố định. Nuclear power can provide enough electricity for the world's needs. But it is dangerous. Năng lượng hạt nhân có thể cung cấp đủ điện cho nhu cầu của thế giới. Tuy nhiên thì nó rất là nguy hiểm. The sun and the wind are other alternative sources of energy. Mặt trời và gió là những cái nguồn năng lượng thay thế. The wind turns turbines to make energy electricity. Năng lượng gió được dùng để vận hành các cái máy móc để mà làm ra điện. Solar power can be converted into electricity. Năng lượng mặt trời cũng có thể được tổng hợp để chuyển thành điện. It can be used to heat or cool our houses. Nó còn được sử dụng để ta sưởi ấm cũng như là làm mát cho nhà của chúng ta. Under there are some disadvantages. These alternative energy sources can offer abundant amounts of clean, safe electricity. Mặc dù là có những cái không thuận lợi, nhưng mà những cái nguồn năng lượng thay thế này, có nghĩa là năng lượng mặt trời và năng lượng gió, có thể cung cấp một cái khối lượng lớn điện sạch và an toàn.
They will be valued more and more in the future in Vietnam. Những nguồn năng lượng này sẽ rất là có giá trị trong tương lai, ngày càng có giá trị trong tương lai. Như vậy chúng ta thấy là hiện tại thì ở Việt Nam chúng ta sử dụng cái nguồn năng lượng là không thể phục hồi, như là than đá, dầu và khí ga tự nhiên, rồi khí hydro cũng được sử dụng, ngày nay chúng ta được sử dụng. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta sử dụng nhiều thì nó sẽ bị cạn kiệt, cho nên người ta mới tìm một cái nguồn năng lượng khác để thay thế và nó đảm bảo cho môi trường không có hại cho môi trường, đó là năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Vậy thì chúng ta thấy là khi sử dụng cái nguồn năng lượng chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải xem cái lợi ích của cái nguồn năng lượng để chúng ta có thể là vừa đảm bảo cho nó còn để chúng ta sử dụng, cũng như là chúng ta đảm bảo bảo vệ môi trường. Now continue. After you read the passage, sau khi chúng ta đọc đoạn văn, answer, làm cái bài tập nhỏ ở đây. Match the verbs with the nouns. Chúng ta ghép các động từ với các danh từ. Now we have five verbs and we have five nouns. Create, write, generate, turn, hit, machinery, turbines, energy, houses, electricity. You will match the verbs with the nouns. Now the answer first. Rồi câu trả lời chúng ta. Number one, would say. So create, change, create energies. Number two, would a write machinery. Number three, generate would e electricity. So generate electricity. Number four, turn turbines. Turn turbines. Number four would be. Number five, hit. Number five would be hit housing. So create energy, what does it mean? Create energy có nghĩa là tạo ra năng lượng. Write machinery có nghĩa là vận hành máy móc. Generate electricity, tổng hợp điện. Turn turbines cũng là vận hành máy móc, chạy bằng hơi nước. Hit houses là chúng ta sửa ấm trong ngôi nhà. Now we come to the questions. Sau khi đọc cái bài, chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi như sau. We have five questions. Chúng ta có 5 câu hỏi. The first question, how many types of energy sources are mentioned in the text? And what are they? Có bao nhiêu loại năng lượng được nhắc tới trong bài? Và chúng nó là những nguồn năng lượng nào? Năng lượng gì? Number two, what are the disadvantages of hydro and nuclear power? Cái không thuận lợi của cái khí hydro và cái năng lượng hạt nhân là gì? Number three, why do you think the wind and the sun are all alternative sources of energy? Tại sao các em hay là các bạn nghĩ rằng năng lượng gió và năng lượng mặt trời được gọi là những nguồn năng lượng thay thế? Number four, what types of energy does Vietnam use most? Cái loại năng lượng gì mà Việt Nam sử dụng nhiều nhất? Đó là hầu hết. Number five, what does the professor think Vietnam will use more in the future? Giáo sư nghĩ Việt Nam sẽ sử dụng cái nguồn năng lượng gì? Cái nguồn năng lượng gì nhiều hơn trong tương lai? Như vậy thì sau khi chúng ta đọc xong cái bài hồi nãy, đoạn văn nói về hai cái nguồn năng lượng có thể phục hồi và không thể phục hồi nãy, chúng ta sẽ trả lời năm câu hỏi này. Now, look at the question again and the text again. Chúng ta xem lại các câu hỏi cũng như là cái đoạn văn. And find the answer for this question. Sẽ đến phần trả lời cái câu hỏi này nha. For the first question, đối với hỏi thứ nhất, the answer. How many types of energy sources are mentioned in the text? What are they? There are two. They are renewable and non-renewable. Thấy câu trả lời nó nằm trong bài của chúng ta đó, có hai nguồn năng lượng, đó là năng lượng có thể phục hồi và năng lượng không phục hồi. Number two, what are the disadvantage of hydro and nuclear power? And the answer, hydro power is limited because dams cannot be built in certain area. Nuclear power is dangerous. Câu trả lời này nó cũng nằm ở trong sách giáo khoa chúng ta, nó nằm ở cái đoạn thứ nhất. Câu đầu tiên cũng nằm trong đoạn thứ nhất. Now number three, what? Why do you think the wind and the sun are called alternative sources of energy? Câu thứ hỏi thứ ba, the answer, câu trả lời. Because they are natural sources of power and we can use them instead of non-renewable sources to get the electricity we need. Câu này nó nằm ở cái đoạn thứ hai.
Number 4. What type of energy does human use not? The answer. We use non-renewable sources of energy the most, but we are increasingly using hydropower. Câu này chúng ta có thể thay thế bằng cái câu trả lời ngắn hơn, đó là we use hydro most. Ta sử dụng những năng lượng hydro nhiều nhất. À, thì là hầu như là ta sử dụng cái năng lượng hydro. Number 5. What does the professor think Vietnam will use more in the future? The answer was, câu trả lời chúng ta là he thinks Vietnam will use the wind and the sun as alternative sources of energy in the future. So these are the answer for this question. Đây là các câu trả lời cho các câu hỏi. You will copy down the answer into your notebook. Chúng ta chép câu trả lời vào ha. Top 2 and another top. Và sang phần tiếp theo. Đó là chúng ta xong phần skill 1 là mình đọc hiểu, và sang phần skill 2. In this skill, we will complete the article use the phrases below. Vậy thì tay cầu chúng ta là hãy đọc cái tờ báo. Sau đó chúng ta sử dụng các cái cụm từ bên dưới. Đây là những cái cụm từ người ta cho. Vậy thì chúng ta sẽ đọc cái tờ báo nằm trong sách giáo khoa. So you will open a book on page 45. Chúng ta mở cái trang 45 sách giáo khoa. The article is on the 4th exercise. Nó nằm ở bài tập số 4. Cái tờ báo đó nó nằm ở trong cái khung trong bài câu trong trang 45. Nào. These are the articles. Đây là cái tờ báo đó cô viết lại. And these are the phrases. Và đây là những cái cụm từ mà hồi nãy cô giới thiệu. Vậy thì chúng ta sẽ đọc cái tờ báo này để chúng ta sử dụng những cái cụm từ này đi vào tờ báo để cho tờ báo này nó hoàn chỉnh. So what is the topic of the article? Cái chủ đề của cái tờ báo nó gì? The changing climate. Khí hậu thay đổi. Như vậy thì khí hậu thay đổi như thế nào? Rất là thấy là ngày nay khí hậu thay đổi thì nó có cái vấn đề, không là nó là cái vấn đề của xã hội cũng như là trên thế giới. Rồi solution là các cái giải pháp. Vậy thì người ta thấy là khí hậu thay đổi thì nó thành một cái, nó đã là cái vấn đề rồi, cần phải có cái giải pháp đưa ra để mà cần thiện để giải pháp giải quyết cho cái vấn đề của trên. Vậy thì chúng ta đọc các cái cụm từ này để mà tìm là các cái điều trong trong cái tờ báo này. Năm. We use energy for almost everything we do for. Đó đó là chúng ta sử dụng năng lượng hầu hết từ mọi thứ mà chúng ta làm. For cái gì vậy? Để làm cái gì? Thì ở đây A, burning fossil fuel for energy. Đốt các cái nhiên liệu hóa thạch để mà lấy năng lượng ha. Leading the climate change, dẫn đến là thay đổi khí hậu. Investing in renewable energy, đầu tư vào cái nguồn năng lượng có thể phục hồi. Because it can't escape, bởi vì nó không thể thoát ra. It is the planet, nó làm cho cái hành tinh hay là cái hành tinh nó làm nóng hành tinh lên. Heating our homes, sửa ấm cho ngôi nhà. Heating our meals, hay là dùng để nấu ăn. Thì chúng ta thấy là người ta sử dụng năng lượng hầu hết để chúng ta làm cái gì? Thì những cái màu qua chúng ta chọn cái đáp án Y. Vậy chúng ta chọn đáp án Y đó là for heating our home, heating our meal. Chúng ta sử dụng năng lượng cho hầu hết mọi thứ mà chúng ta làm để gì? Để nó sửa ấm cho chúng ta, sửa ấm cho ngôi nhà của chúng ta, cũng như là để chúng ta nấu ăn, vân vân. So number 2, this use of energy is. Cái việc sử dụng năng lượng này thì như thế nào? Để chúng ta xem number 2, chúng ta chọn với lại phrase B, nó chọn cái ngữ ở cái câu B, leading the climate change. Sự việc sử dụng năng lượng này thì nó dẫn đến cái việc là khí hậu thay đổi. The world is heating up. Như vậy thì trái đất, thế giới nó sẽ bị nóng lên. When, khi đó thì sao? Number 3, carbon dioxide is released. Khí carbonate là khí CO2 đó, nó sẽ động lại, nó tồn lại. Như vậy thì ta chọn đáp án này cho number 3. With A là burning fossil fuel for energy. Vậy thì khi mà chúng ta đốt các cái nhiên liệu hóa thạch để lấy năng lượng thì cái khí
Rồi, number 4. Carbon, carbon dioxide keeps the sun heat in the atmosphere and cái khí CO2 đó, khí carbon đó nó bị động lại và nó bị ứ lại thì nó làm cho mặt trời á nóng lên, làm cho hậu khí quyển cũng nóng lên và như thế nào? Nó một phần chúng ta chọn đó là word D, because sun is heat it hits the planet, bởi vì nó không phải phát ra nên là nó đậm lại và làm cho hậu khí quyển nóng lên và nó bởi vì nó không có phát ra ngoài được cho nên là nó làm cho cái hành tinh của chúng ta nóng lên theo, cho nên ta chọn là D. Number 5, over the past 30 years, 130 năm, there has been a growing number of extreme weather events. Thì có một số lượng lớn là các cái vấn đề về khí hậu nghiêm trọng đã diễn ra. Số đây flood như là lũ lụt, drought, hạn hán, and storm và bão. Vậy thì number 5, còn lại chúng ta chọn với đáp án C, đó là investing in renewable energy. We should protect our planet. Vậy chúng ta đưa ra cái giải pháp là chúng ta nên bảo vệ cái hành tinh của chúng ta bằng cái việc là đầu tư cho những cái nguồn năng lượng có phù hợp. We should use sources of energy more widely. Chúng ta nên sử dụng các nguồn năng lượng này một cách rộng rãi. For our future, trong tương lai, and the future of the planet, và cho cả tương lai của cái hành tinh của chúng ta. So This is the article about the changing climate. Đây là cái bài báo nói về cái việc thay đổi khí hậu cũng như là cái giải pháp để đưa ra cho chúng ta để chúng ta bảo vệ cho khí hậu. So after you read the article about the changing climate, do this exercise, chúng ta làm cái bài tập này sau khi chúng ta đọc cái bài báo đó. It has discussed the following ways to save energy. Chúng ta thảo luận để chúng ta tìm ra những cái cách để bảo vệ design all the five most important ways. Chúng ta hãy quyết định là chọn ra cho trong những cái cách này chọn ra năm cái quan trọng nhất mà chúng ta suy nghĩ nó là quan trọng nhất. Then write it into the notebook cho đó em viết ra nhé. So what should you do? Cho em trả lời cho cái câu hỏi này. À, đó là bạn nên làm gì? Thì trả lời câu hỏi này bằng cách là chúng ta chọn năm cái cách quan trọng nhất để chúng ta có thể bảo vệ. So there are 8 ways of saving energy. Có 8 cách để đưa ra bảo vệ cho cái nguồn năng lượng. Vậy chúng ta chọn về 5 cách mà chúng ta thấy là nó quan trọng nhất. So you can use the phrase, chúng ta có thể sử dụng những cái cụm từ này. Use electricity more effectively. Và chúng ta hãy sử dụng điện một cách hiệu quả. Reduce our electricity bill. Chúng ta hãy giảm các hóa đơn tiền điện. Turn off the lights before going to bed. Tắt hết đèn trước khi chúng ta đi ngủ. Use energy light bulb. Sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Use public transport. Sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Increase the tax on petrol. Chúng ta là tăng thuế cho dầu. Avoid using cars or motorbikes or short trips. Tránh sử dụng xe hơi cũng như là xe Honda, xe mô tô đó cho những cái chuyến du lịch ngắn. Reduce the use of fossil fuels. Giảm cái việc sử dụng cái năng lượng hóa thạch. Vậy trong 8 cái cách đưa ra dùng để bảo vệ cái nguồn năng lượng thì chúng ta chọn một trong chúng ta chọn 5 cách để chúng ta biết để trả lời cho câu hỏi what should you do. Vậy chúng ta có kết quả như sau. Chúng ta có thể sử dụng cái câu hỏi hồi nãy chúng ta trả lời một cách là We should use electricity more efficiently. We should turn off the lights before going to bed. You should use public transport. We should avoid using cars or motorbikes for short trips. We should reduce the use of fossil fuels. So these are the 5 most important ways for me. Đây là 5 cách mà cô chọn để mà tiết kiệm cái nguồn năng lượng. À, đối với cô là nó là 5 cách này, còn đối với em là chọn trong 8 cái cách hồi nãy. Vậy em chọn thì chúng ta sẽ trả lời bằng we should.
Sau khi chúng ta chọn và viết thành 5 câu hay 5 cách thì chúng ta sẽ viết lại một cái đoạn văn nhỏ vào tập để chúng ta viết lại cho chúng ta nhớ ha. Về dựa vào đó chúng ta có thể là vừa tiết kiệm năng lượng, chúng ta có thể là bảo vệ cái nguồn năng lượng để chúng ta có thể sử dụng lâu dài cũng như là bảo vệ môi trường. Sau khi học cái bài này, cô hy vọng là chúng ta sẽ chọn được cái nguồn năng lượng phù hợp trong tương lai để chúng ta sử dụng cũng như là chúng ta bảo vệ môi trường của chúng ta ha. Các em nhớ viết cái bài vào tập ha, và viết sử dụng những cái câu này để sử dụng viết thành cái đoạn văn nhỏ để nói về cái cách mà chúng ta tiết kiệm năng lượng. Chia sẻ cho học thuộc cho em. Đây là bài tập về nhà chúng ta. Ta về học thuộc các từ vựng, đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi. Viết cái đoạn văn hồi nãy chúng ta sử dụng 5 câu hồi nãy để viết thành cái đoạn văn nhỏ để nói về cái cách mà chúng ta bảo vệ năng lượng. Sau đó chúng ta chuẩn bị bài cho những người một. Getting started và listening to. This lesson is end. Goodbye and see you again. Thanks for watching. Bài học chúng ta đến đây.